liệu ông Lương Cường có gãy ghế sau hơn 3 tuần nhận chức Chủ tịch nước hay không. Chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến các quốc gia Nam Mỹ của tân Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị nguyên thủ quốc gia Việt Nam và đã vướng ngay phả vào bê bối lớn. Đó là vụ việc đội trưởng đội an ninh Lại Đắc Tuấn tháp tùng Chủ tịch nước Lương Cường đã bị bắt tại Chile với cáo buộc xâm hại tình dục. Công luận đặt ra câu hỏi như vậy, Chủ tịch nước Lương Cường liệu có phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu khi thay mặt cho đoàn đại biểu Việt Nam nhưng đã để xảy ra vụ việc làm mất thể diện quốc gia nghiêm trọng như thế hay không? Căn cứ theo quy định và tiền lệ thì có khả năng chiếc ghế Chủ tịch nước của ông Lương Cường bắt đầu lung lay sau khi ông Cường mới nhậm chức chưa đầy một tháng. Điều đó một lần nữa càng chứng minh chiếc ghế Chủ tịch nước của chính phủ Việt Nam đúng là một chiếc ghế xui xẻo và gai góc. Trong nhiệm kỳ đại hội 13 là 2021-2026, chỉ trong vòng có hơn 3 năm, nhà nước Việt Nam đã có 3 chủ tịch nước lần lượt phải thôi chức với các lý do khác nhau. Nếu ông Lương Cường không thể giữ được chiếc ghế chủ tịch nước một lần nữa, thì cũng ghi nhận thêm một kỷ lục mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, một chủ tịch nước có nhiệm kỳ nguyên thủ quốc gia ngắn nhất, chỉ vẹn vẹn chưa đầy một tháng. Ông Lương Cường cũng sẽ phá kỷ lục người tiền nhiệm, cựu chủ tịch nước Tô Lâm trước đó ngồi ghế này hơn 5 tháng. Việc nhà nước Việt Nam tiến hành nhiều lần cho thôi chức cũng như bổ sung cho chức danh chủ tịch nước đã phản ánh một tình trạng bất ổn chính trị nghiêm trọng. Điều đó cho thấy hệ thống chính trị Việt Nam vẫn chưa thoát ra khỏi một cuộc giai đoạn khủng hoảng kéo dài triền miên, chưa có hồi kết. Đại tướng Lương Cường là người quê ở Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Theo giới quan sát, vào tháng 5 năm 2024, ông Cường lên chức thường trực Ban Bí thư. Tháng 8 năm 2024 đã có những đồn đoán về việc tướng Lương Cường sẽ lên ghế chủ tịch nước là chiếc ghế ma ám. Khi đó, dư luận xã hội cho rằng rồi Lương Cường cũng sẽ sớm gãy ghế mà thôi. Tới tháng 9 năm 2024, cầu Phong Châu của Phú Thọ bất ngờ đứt gãy, thiệt hại nhiều nhân mạng. Chưa hết, đúng một ngày ông Lương Cường nhậm chức chủ tịch nước thì đêm ngày hôm sau, ngôi chùa cổ Phổ Quang 800 năm tuổi ở huyện Lâm Thao, Phú Thọ cũng bị thiêu rụi. Vụ cháy lớn đến mức bệ đá hoa sen là bảo vật quốc gia cũng vỡ rụng cánh. Đây là những điểm rất xấu đang vận vào chủ tịch nước Lương Cường. Lần đầu tiên ông Lương Cường công du nước ngoài trên cương vị chủ tịch nước nhưng đã gặp điểm xui xẻo lớn. Chắc chắn thượng tầng lãnh đạo Việt Nam sắp tới sẽ có xáo trộn. Và câu hỏi là vì sao chủ tịch nước Lương Cường sẽ phải đối mặt với nhiệm kỳ đầy sóng gió đã bắt đầu có câu trả lời. Tân chủ tịch nước Lương Cường được xem là một lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, có mối quan hệ khá thân thiết với ban lãnh đạo Bắc Kinh. Được biết, ông Lương Cường từng 2 lần tham gia khóa học bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp cao của Đảng tại Trung Quốc. Đây là lý do công luận lo ngại về mối quan hệ với Bắc Kinh của ông Lương Cường. Liệu ông Cường có đưa quan hệ hai nước trở lại như thời kỳ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây để Việt Nam tiếp tục phụ thuộc vào Trung Quốc hay không? Trong thời gian gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã vấp phải nhiều sự phản đối quyết liệt từ một bộ phận lãnh đạo cấp cao thân Trung Quốc trong Đảng. Trong đó, ông Lương Cường là một nhân vật trung tâm dẫn dắt. Có nhiều ý kiến cho rằng phải chăng việc Lại Đắc Tuấn bị bắt ở Chile vì lạm dụng tình dục là do ông Tuấn đã bị ai đó trong Đảng cố ý gài bẫy với mục đích nhằm hạ bệ Chủ tịch nước Lương Cường. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Cần làm gì bước đầu giảm 30% biên chế nhằm tinh gọn bộ máy của nhà nước? Trong bối cảnh nợ công rất lớn, nhà nước với hai bộ máy đảng và chính quyền song trùng quá cầu cảnh, cộng với những tổ chức hội đoàn không cần thiết, nó đã tiêu tốn chi phí quá lớn. Một trong những nội dung mà Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập trong vấn đề chống lãng phí là bộ máy nhà nước quá cồng cảnh, kém hiệu quả, cần phải sắp xếp tinh gọn lại. Trên mạng xã hội, phản ứng của công luận bày tỏ sự đồng tình, nhưng nhiều ý kiến lại cho rằng ông Tô Lâm gần đây nói lời hay ý đẹp hơi bị nhiều, nhưng có thể nói mà không làm hay dở dang theo lối đánh trống bỏ rủi. Trước đây khoảng 25 năm, lãnh đạo Việt Nam cũng từng đề cập đến chuyện muôn thuở này, nhưng kết quả bộ máy nhà nước càng phình to hơn như cũ, cho nên đa số người dân đã không còn tin nữa. Đáng chú ý, không chỉ có Tổng Bí thư Tô Lâm là người đặt vấn đề mà cả Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đưa ra yêu cầu cần tinh gọn bộ máy của chính phủ. Tờ báo Việt Nam Express vào ngày 10 tháng 11 đưa tin thành lập ban chỉ đạo về tinh gọn bộ máy của chính phủ. Bản tin cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu thành lập thêm ban chỉ đạo tổ giúp việc để triển khai việc tinh gọn bộ máy của chính phủ theo nghị quyết của Bộ Chính trị.
Tuy nhiên, theo chỉ đạo vừa kể trên của ông Phạm Minh Chính thì đã trở thành câu chuyện đàm tiếu trên mạng xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi là tại sao muốn tinh gọn bộ máy mà ông Chính lại cho lập ra thêm các ban, các tổ chức chỉ đạo thì tinh gọn để làm gì? Đây là một sự chỉ đạo lợi bất cập hại và không hiệu quả của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Công luận thấy rằng với thực trạng vị trí công chức, viên chức đang có giá như hiện nay, một vị trí lao động công quét rác ở ngoài đường là người của nhà nước cũng cần phải có dây mờ rễ má đến một lãnh đạo nào đó, không ít thì nhiều cũng phải quà chạy trọt. Cho nên việc tinh giảm, sát nhập các đơn vị là một điều rất khó thực hiện, hay chỉ như việc bắt cóc bỏ đĩa, ít lâu sau bộ máy lại tự phình to ra như trước đây. Theo giới chuyên gia, để có thực hiện nhanh chóng, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không cần tổ chức hội họp hay bàn bạc nhiều. Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương ra nghị quyết với nội dung chỉ thị yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chủ quản, cấp bộ hoặc tương đương tinh giảm đồng loạt 30% nhân sự hiện có. Đồng thời, sau một tháng, lập tức chính phủ cắt giảm 30% chi phí quản lý. Với phương thức tổ chức làm từ dưới lên trên, các đơn vị cơ sở chủ động bình chọn loại đủ 30% nhân sự hiện có, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm, nếu không hoàn thành sẽ bị ra quyết định sa thải ngay lập tức. Ai hoàn thành vượt chỉ tiêu sẽ được khen thưởng. Chỉ trong một thời gian ngắn, lập tức bộ máy nhà nước sẽ gọn nhẹ, trong sạch. Thế là một công được đôi ba việc. Đồng thời xem xét sát nhập một số bộ, ngành và chức năng song trùng. Đồng thời xóa bỏ các ban, hội đoàn và tổ chức quần chúng vô tích sự, chỉ để đến cấp huyện, cấp xã, phường và tương đương. Hệ thống tổ chức chính quyền ở Việt Nam hiện nay tồn tại song song hai bộ máy nhà nước và bộ máy đảng là câu chuyện đã được nói lên từ rất lâu. Việc làm tinh gọn bộ máy đảng và bộ máy chính quyền để chấm dứt tránh tình trạng cứ mỗi ban bệ của chính quyền thì đồng thời lại tồn tại một bộ máy của đảng với cùng nhiệm vụ và cùng chức năng. Vì Tổng Bí thư Tô Lâm là người khởi xướng chủ trương làm tinh gọn bộ máy của nhà nước, công luận thấy rằng ông Tô Lâm cần nêu gương giảm bớt biên chế trong ngành công an. Trên thực tế, sau Đại hội Đảng lần thứ 13, Bộ Công an Việt Nam đã được sắp xếp lại tổ chức, giải tán một số cục, tổng cục. Tuy nhiên, mới đây đã đẻ ra lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, chính quy. Đây là điều không cần thiết. Khởi tố 6 bị can tại công ty SGC, khởi đầu xóa bỏ kinh doanh độc quyền vàng miếng. Từ năm 2012 cho đến nay, chính sách độc quyền sản xuất kinh doanh vàng của nhà nước đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và cuộc sống của người dân. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng xáo trộn của thị trường vàng mà nhà nước không thể kiểm soát. Cụ thể, từ thời điểm đó, giá vàng trong nước và quốc tế luôn có độ chênh lệch tới gần 20 triệu đồng cho mỗi lượng, cũng như chênh lệch giữa giá mua và giá bán lên tới từ 3 đến 4 triệu đồng mỗi lượng. Chính sách này đã tạo điều kiện cho việc buôn lậu vàng từ nước ngoài vào Việt Nam. Cứ mỗi lượng vàng buôn lậu được dập theo mẫu khuôn vàng miếng SGC 4.9 có thể thu lợi ngay lập tức từ 15 đến 16 triệu đồng mỗi lượng. Đây là hệ quả của Nghị định số 24, gọi tắt là Nghị định 24 của Chính phủ, quy định nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, sản xuất và xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng với mục đích khắc phục tình trạng giá vàng trong nước chênh lệch lớn với quốc tế, cũng như việc đầu cơ vàng nhưng kết quả thu được lại hoàn toàn ngược lại. Dư luận xã hội và giới chuyên gia thấy rằng Nghị định 24 đã tạo ra một cơ chế bất công, vô lý, không thể chấp nhận được. Đây là hình thức điển hình nhà nước móc tiền từ túi của dân bằng các chính sách bất hợp lý mang tính lợi ích nhóm. Vào ngày 9 tháng 11, tờ báo Vietnam Express đưa tin 6 người tại công ty SGC bị khởi tố vụ mua bán vàng bình ổn giá. Bản tin cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can về tội danh tham mô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC. Theo đó, 6 người kể trên và các đơn vị liên quan đã bị khởi tố do lợi dụng mua bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ chiếm đoạt tài sản. Công ty SGC, một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đây là đơn vị duy nhất được Ngân hàng Nhà nước cấp phép độc quyền sản xuất vàng, kinh doanh vàng miếng từ năm 2014 cho đến nay. Đa số các ý kiến người tiêu dùng trong nhiều năm qua luôn nghi ngờ về chất lượng cũng như giá cả của mặt hàng độc quyền này. Một phép so sánh đơn giản, với cùng loại vàng 4.9 trên thị trường, chỉ cần giật theo mẫu của SGC rồi ép vào trong vỏ nhựa, lập tức giá trị đã tăng lên tới 130%, một mức lãi ngoài sức tưởng tượng. Nghị định 24 của Chính phủ ra đời từ tháng 4 năm 2012, chỉ hơn một năm sau khi ông Nguyễn Phú Trọng trở thành Tổng Bí thư nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2011, và được duy trì liên tục cho đến nay. Đó là lý do lâu nay vẫn có những đồn đoán nghi ngờ rằng
ông Trọng và nhóm lợi ích có liên quan đến chủ trương này. Từ đầu năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ra chỉ thị yêu cầu bình ổn thị trường vàng cũng như xóa sổ tệ nạn độc quyền trong việc kinh doanh vàng miếng thương hiệu SJC nhưng không thành công. Theo giới chuyên gia tài chính, thị trường vàng SJC ở Việt Nam có sự tham gia của nhiều nhóm lợi ích và các cá nhân có quyền lực, bao gồm các ngân hàng, doanh nghiệp lớn và các tổ chức tài chính. Đồng thời, việc điều hành và kiểm soát thị trường vàng SJC ở Việt Nam là một quá trình khá phức tạp, có phối hợp giữa các nhóm lợi ích trong và ngoài nước. Công luận hy vọng rằng việc cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 6 bị can thuộc công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC là tiến trình khởi đầu trong việc điều hành và bình ổn kiểm soát thị trường vàng theo chủ trương của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đã đến lúc chính quyền cần làm rõ việc độc quyền kinh doanh sản xuất vàng miếng SJC là chủ trương của các quan chức nhóm lợi ích nào, lạm dụng chính sách để mà trục lợi ra sao và cần phải có biện pháp xử lý nghiêm. Tóm lại, việc độc quyền kinh doanh vàng hay độc quyền về chính trị cũng là điều không tốt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin khởi tố 6 bị can của công ty SJC khởi đầu xóa bỏ kinh doanh độc quyền vàng miếng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết, bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de